Xin chào quý hàng, hôm nay Tê Hôm chúng tôi xin giới thiệu bộ sản phẩm sofa đảo góc và bàn trà. Sofa đảo góc và bàn trà có kích thước như sau: sofa kích thước 240 x 160 x 75 cm và bàn trà kích thước 120 x 60 cm, được làm từ chất liệu gỗ sồi Nhật, da Hàn, mút Nhật, có độ dày gỗ từ 3,5 đến 4 cm, độ dày đệm là 15 cm. Điều đặc biệt của bộ sản phẩm này, quý hàng có thể đảo góc trái sang góc phải để phù hợp với phòng khách của nhà mình. Bề mặt sản phẩm được sơn y chem phủ 6 lớp, được vào mộng gỗ kỹ càng tạo độ liên kết và tính bền cao cho sản phẩm. Ngoài ra, quý hàng có thể đặt theo kích thước yêu cầu. Chúng tôi có lời khuyên với khách hàng với kích thước trên để phù hợp với khách từ 13 đến 15 mét vuông. Để xem trực tiếp sản phẩm, mời quý hàng qua số 10A Hoàng Cầu Mới hoặc liên hệ số online 0868 122 689 để được nghe tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.